Ngày 22 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM đã tiếp tục công bố cáo trạng đối với 254 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Để được bỏ qua lỗi cho trung tâm của mình, Trần Lập Nghĩa đã phải hối lộ cho hai cựu Cục trưởng Đăng Kiểm Việt Nam số tiền hàng trăm triệu đồng. Nội dung cáo trạng nêu rõ, việc nhận hối lộ xảy ra tại Cục và các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã diễn ra trong suốt thời gian dài dưới sự hậu thuẫn của hai cựu Cục trưởng là Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà. Sự việc chỉ được phanh phui khi cơ quan điều tra phát hiện những tiêu cực xảy ra tại trung tâm đăng kiểm 6203G, viết tắt là trung tâm 6203G ở xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, do bị cáo Trần Lập Nghĩa làm giám đốc. Vào các ngày 26 và 28 tháng 10 năm 2022, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP HCM phát hiện hai ô tô có dấu hiệu cơi nới thành thùng xe nên dừng phương tiện để kiểm tra. Kết quả cho thấy, số đo kích thước thành thùng xe trùng khớp với số đo trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ, giấy chứng nhận kiểm định. Tuy nhiên, kích thước này lại sai lệch so với số đo theo thông số kỹ thuật của xe trên cơ sở dữ liệu Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Do đó, kết quả này được chuyển đến cơ quan điều tra để xác minh làm rõ. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định một trong hai chiếc xe này là của bà Nguyễn Ngọc Dung. Bà Dung khai mới mua xe của Nguyễn Thành Trung. Làm việc với cơ quan điều tra, Trung khai nhận đã chi tiền hối lộ cho trung tâm 6203G để được làm giấy chứng nhận kiểm định theo kích thước thành thùng xe đúng với thông số đã được cơi nới. Ngày 23 tháng 11 năm 2022, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp trung tâm 6203G, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến sai phạm tại đây. Theo điều tra, năm 2016, Trần Lập Nghĩa thành lập công ty cổ phần đầu tư MO. Đến tháng 10 năm 2018, công ty đăng ký hoạt động chi nhánh trung tâm 6203G. Để được thành lập trung tâm, Trần Lập Nghĩa đã gặp trực tiếp cựu cục trưởng Trần Kỳ Hình tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam, đưa 20 triệu đồng để xin chủ trương. Ông Hình nhận tiền và đồng ý chủ trương, cấp mã số trung tâm 6203G để Nghĩa lắp đặt thiết bị, làm các thủ tục tiếp theo. Tháng 5 năm 2019, trung tâm 6203G bắt đầu đi vào hoạt động. Theo quy định, tối thiểu một dây chuyền kiểm định phải có 3 đăng kiểm viên, nên Nghĩa lần lượt đưa tên các đăng kiểm viên Lê Quốc Vân, Tăng Phương Đông, Hồ Văn Cường vào sổ phân công nhiệm vụ hàng ngày cho đủ số lượng. Cả ba người này đều không làm việc tại trung tâm. Đầu năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến thu nhập của trung tâm, nên Nghĩa chỉ đạo Huỳnh Thái Bảo, phó giám đốc, nhận hối lộ của các chủ xe để bỏ qua lỗi sai phạm trong quá trình kiểm định. Tính đến tháng 10 năm 2022, trung tâm 6203G đã cấp giấy chứng nhận cho 35.253 phương tiện sai quy định, thu lợi hơn 9.843 tỷ đồng. Để được bỏ qua các lỗi sai phạm, Nghĩa phải chung chi cho Trần Kỳ Hình 100 triệu đồng và Đặng Việt Hà, cựu cục trưởng đăng kiểm, thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022, 460 triệu đồng. Từ sai phạm của trung tâm 6203G, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP HCM xác định hành vi phạm tội có tổ chức xuyên suốt từ Cục Đăng Kiểm Việt Nam đến các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới, chi cục đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP HCM và các địa phương trên cả nước. Trong đó, ông Hình và ông Hà được xác định đóng vai trò chủ chốt xuyên suốt trong vụ án. Thưa quý vị, trong sáng ngày 18 tháng 7, Tòa án Nhân dân TP HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm 254 bị cáo trong vụ án liên quan đến các sai phạm tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam, bao gồm 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP HCM và 3 trung tâm đăng kiểm tại tỉnh Long An, Bến Tre và Sóc Trăng. Tòa án Nhân dân TP HCM cho biết các bị cáo trên được đưa ra xét xử với 11 tội danh gồm đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, tham ô tài sản, giả mạo trong công tác sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, có hơn 200 luật sư và hơn 60 bị hại là cá nhân tổ chức với số lượng khoảng 65 thùng hồ sơ. Vụ án được xét xử trực tiếp tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố và kết hợp truyền dẫn hình ảnh âm thanh tại điểm cầu tại trại giam T30 Công an thành phố, huyện Củ Chi. Đặc biệt, tại Tòa án Nhân dân thành phố có dãy 2 phòng xử lớn B1 và A1 đã được bố trí thông nhau qua hành lang sử dụng phục vụ phiên tòa xét xử được xuyên suốt. Cáo trạng xác định trong thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam khi phát hiện có sai phạm tiêu cực xảy ra tại các phòng trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm, chi cục đăng kiểm, bị cáo Trần Kỳ Hình đã không chấn chỉnh xử lý mà còn nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp,
các đơn vị đăng kiểm với tổng số tiền là hơn 7,1 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Hình còn lợi dụng chức vụ quyền hạn vị trí công tác làm trái quy định đã duyệt cấp thông báo năng lực cho 63 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện cấp theo quy định. Đối với bị cáo Đặng Việt Hà, thay vị trí cục trưởng sau khi ông Trần Kỳ Hình nghỉ hưu, đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ người đứng đầu buông lỏng quản lý thiếu kiểm tra. Khi phát hiện sai phạm, tiêu cực, vì vụ lợi cá nhân, bị cáo đã chỉ đạo trái pháp luật để nâng mức hưởng lợi của mình cao nhất trong số tiền sai phạm mà cán bộ tại các trung tâm đăng kiểm nhận được. Bị cáo Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của phòng kiểm định xe cơ giới. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 là 31 tỷ đồng của 4 trung tâm đăng kiểm khối 5 tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022 là 7,6 tỷ đồng của 5 trung tâm đăng kiểm khối 5 tại Hà Nội là 780 triệu đồng và của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối D là 680 triệu đồng. Tổng số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ là 40,2 tỷ đồng. Đối với bị cáo Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam phụ trách hoạt động của phòng tàu sông, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn vị trí công tác làm trái quy định đã duyệt cấp đủ năng lực cho 51 cơ sở đóng tàu. Kết quả điều tra xác định có 15 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện cấp thông báo năng lực theo quy định, tạo điều kiện cho cơ sở đóng tàu hoạt động trái pháp luật, làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của các chi cục đăng kiểm và uy tín của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Do đó, bị cáo Nguyễn Vũ Hải phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tính tới thời điểm diễn ra phiên xét xử, bị cáo Đỗ Trung Học, nguyên trưởng phòng tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, là người duy nhất đang bị truy nã. Được biết, bị cáo Học trong thời gian giữ chức vụ trưởng phòng tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam đã nhiều lần nhận tiền hối lộ từ Nguyễn Xuân Hào, đăng kiểm viên chi cục đăng kiểm Long An, với tổng số tiền 2.849 tỷ đồng để cấp 38 thông báo năng lực cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa cho 38 xưởng đóng tàu trên địa bàn tỉnh Long An trái quy định. Dự kiến phiên tòa sẽ xét xử kéo dài trong 3 tháng từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 18 tháng 10 năm 2024. Liên quan tới vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các chi cục đăng kiểm và trung tâm đăng kiểm, cáo trạng xác định nhóm 16 công ty thiết kế hồ sơ cải tạo phương tiện cơ giới đã đưa hối lộ hơn 60,7 tỷ đồng. Để biết được nhóm này bao gồm những công ty nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Theo cáo trạng xác định, để có tiền chung chi cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam và chia nhau lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới hay còn gọi là phòng VAR và các đăng kiểm viên thống nhất nhận tiền hối lộ với tất cả các phương tiện gửi hồ sơ đến thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới. Vì vậy, các công ty thiết kế hồ sơ thẩm định, công ty thiết kế khi nộp hồ sơ thẩm định lên Cục Đăng kiểm Việt Nam muốn đạt thì buộc chung chi tiền đăng kiểm viên theo số lượng hồ sơ được thẩm định đạt từ 2 đến 2,5 triệu đồng một hồ sơ tùy từng công ty. Cụ thể, để hồ sơ thẩm định đạt và được cấp giấy chứng nhận, các công ty thiết kế phải chung từ 2 đến 2,5 triệu đồng một hồ sơ. Trong vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ xem xét trách nhiệm hình sự 11 bị can liên quan đến 7 công ty thiết kế gồm An Bình, VK, Tiên Phong, Đức Thịnh, An Phát, Tính Phát, Phát Đạt với 15.928 hồ sơ. Số tiền đưa hối lộ là 35,760 tỷ đồng. Đối với các đối tượng liên quan đến 9 công ty thiết kế Alpha, Thiên An, Tâm Phúc, Hưng Thịnh, Hà An, Tiến Phát, TKT, TVKT, GMG với 10.764 hồ sơ, tiền đưa hối lộ là 24.949 tỷ đồng. Do đã được cơ quan điều tra các tỉnh khác khởi tố nên Công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tách và chuyển hồ sơ để các tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ ô tô An Bình, công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật VCR Hà Nội đều do Hoàng Xuân Thảo, Trịnh Bình Dương, Vũ Hồng Quang, các đăng kiểm viên phòng kiểm định xe cơ giới góp vốn thành lập và thuê Lã Thu Chiền làm giám đốc thực hiện việc nhận lập hồ sơ để đăng kiểm. Vì là đăng kiểm viên phòng VAR nên Thảo cùng Dương và Quang biết rõ để hồ sơ thẩm định đạt phải chung tiền. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2019 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022,
công ty An Bình được thẩm định đạt 4.242 hồ sơ, đưa hối lộ 10.605 tỷ đồng cho các đăng kiểm viên. Công ty VCR được thẩm định đạt 277 hồ sơ, đưa hối lộ 554 triệu đồng. Cả hai công ty đưa hối lộ tổng cộng 11.159.500.000 đồng. Đối với công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong Hà Nội do Trần Quốc Tuấn làm giám đốc, Mai Văn Quân quản lý điều hành, công ty này được thẩm định đạt 5.580 hồ sơ, Quân đưa hối lộ cho đăng kiểm viên phòng kiểm định xe cơ giới 11.339 tỷ đồng. Sau khi bị khởi tố, Quân không thừa nhận hành vi đưa hối lộ chỉ đến khi kết thúc điều tra. Khi làm việc với Viện Kiểm sát, Quân mới thừa nhận hành vi phạm tội. Tương tự, cả hai công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô Đức Thịnh và công ty trách nhiệm hữu hạn An Phát Hà Nội đều do Lê Đức Thiện làm giám đốc. Điều hành hai công ty này là Lại Thái Phong, Nguyễn Minh Tuấn, cũng đều là đăng kiểm viên phòng kiểm định xe cơ giới đã thỏa thuận ăn chia theo tỷ lệ Phong và Tuấn mỗi người 30%, Thiện 40%. Công ty Đức Thịnh được thẩm định đạt 5.409 hồ sơ, công ty An Phát được 140 hồ sơ. Tổng số tiền Thiện đưa hối lộ cho đăng kiểm viên hơn 12,497 tỷ đồng. Hiện Thiện đã bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố tạm giam về tội nhận hối lộ, nên Công an thành phố Hồ Chí Minh tách hồ sơ để Công an tỉnh Phú Thọ xử lý. Còn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ ô tô Tín Phát thành phố Hồ Chí Minh do Huỳnh Văn Thiết làm giám đốc, thuê Hà Mạnh Quân thực hiện việc nhận và nộp hồ sơ thẩm định đưa tiền hối lộ cho đăng kiểm viên phòng VAR. Công ty này đạt 193 hồ sơ, đưa hối lộ 579 triệu đồng. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ ô tô Phát Đạt cũng ở thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Thị Tâm Thương làm giám đốc, Nguyễn Ngọc Hưng làm phó giám đốc, điều hành thuê Nguyễn Công Tùng thực hiện việc nhận nộp hồ sơ thẩm định và đưa hối lộ. Công ty này được thẩm định đạt 87 hồ sơ, đưa hối lộ 185 triệu đồng. Cáo trạng cũng xác định nhóm 9 công ty thiết kế đã đưa hối lộ cho đăng kiểm viên phòng VAR, nhưng Công an thành phố Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ để Công an các tỉnh Hải Dương, Vĩnh Phúc, Nam Định, Ninh Bình xử lý theo thẩm quyền, không xử lý trong vụ án này. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Alpha Hà Nội do Nguyễn Văn Phúc làm giám đốc được thẩm định đạt 5.681 hồ sơ. Quá trình điều tra, Phúc khai không đưa hối lộ, tuy nhiên các đăng kiểm viên phòng VAR thẩm định hồ sơ của công ty Alpha đều khai đã nhận hối lộ từ Phúc 12,757 tỷ đồng. Hiện nay, Phúc bị Công an tỉnh Hải Dương khởi tố điều tra tội nhận hối lộ. Bị can khác cũng do Công an tỉnh Hải Dương xử lý là Phạm Văn Năng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên An Hải Dương. Công ty này đạt 593 hồ sơ. Theo điều tra, Năng giao trọn gói cho Mai Văn Quân, phó giám đốc công ty Tiên Phong thẩm định 3,5 triệu đồng một hồ sơ, nhưng đăng kiểm viên phòng VR chỉ nhận 2 đến 2,5 triệu đồng một hồ sơ. Tổng số tiền Quân đưa hối lộ cho đăng kiểm viên là 1.311 tỷ đồng. Các bị can Nguyễn Văn Khánh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh dịch vụ và thương mại Tâm Phúc Vĩnh Phúc và Đỗ Hồng Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật và thương mại Tiến Phát Hà Nội đều bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố tội nhận hối lộ. Theo đó, công ty Tâm Phúc có 871 hồ sơ thẩm định đạt, Khánh đưa hối lộ hơn 2 tỷ đồng. Còn công ty Tiến Phát đạt 857 hồ sơ, Quỳnh đưa hối lộ 1,9 tỷ đồng cho đăng kiểm viên. Cũng trong nhóm 9 công ty, Công an tỉnh Nam Định khởi tố tội đưa hối lộ đối với bị can thuộc 4 công ty. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Hà An Hà Nội do bà Nguyễn Thị Thùy Linh làm giám đốc, Nguyễn Đức Thiện làm phó giám đốc quản lý điều hành. Công ty này đạt 877 hồ sơ, Thiện đưa hối lộ cho đăng kiểm viên 2.143 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật và dịch vụ TKT và công ty trách nhiệm hữu hạn TVKT Hà Nội do Nguyễn Thị Toan làm giám đốc, Bùi Văn Lưu làm phó giám đốc điều hành. Công ty TKT đạt 1.016 hồ sơ, đưa hối lộ hơn 2.338 tỷ đồng. Công ty TVKT đạt 605 hồ sơ, đưa hối lộ 1.210 tỷ đồng. Tổng số tiền hai công ty này đưa hối lộ cho đăng kiểm viên phòng VR hơn 3.548 tỷ đồng. Còn công ty cổ phần ô tô GMG thành phố Hồ Chí Minh do Lưu Cẩm Thành làm giám đốc, Nguyễn Hoàng Tân làm phó giám đốc, điều hành thuê Bùi Văn Lưu, công ty TKT thực hiện trọn gói hồ sơ thẩm định từ 2 đến 3 triệu đồng một hồ sơ. Công ty này có 367 hồ sơ đạt.
Lưu và Phạm Văn Tân đưa hối lộ 816,5 triệu đồng, hưởng lợi 183,5 triệu đồng. Cuối cùng trong danh sách này là công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Hưng Thịnh Hà Nội, do Vũ Đình Thọ làm giám đốc, thẩm định đạt 281 hồ sơ. Thọ đưa hối lộ cho đăng kiểm viên phòng VAR 463,5 triệu đồng. Hiện nay, Thọ bị công an tỉnh Ninh Bình khởi tố tội đưa hối lộ. Tổng kết theo cáo trạng, 16 công ty thiết kế nêu trên được phòng VAR Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp 26.692 giấy chứng nhận và đưa hối lộ cho đăng kiểm viên là 60.709 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!